Câu hỏi là theo tục lệ cứ đến tháng 7 thì người ta thường cúng cô hồn. Vậy nếu cúng thì cô hồn có nhận được không? Như chúng con không cúng thì có sao không? Vậy phải làm sao để cho cô hồn có được phước? Xin cảm ơn sư học. Cô hồn tức là cái người chết, có thể là thân nhân của mình, có thể là những người chết mà chưa được tái sinh lại làm người, hay là chưa tái sinh được những cái cõi cao hơn, và họ cũng không phải là những người mà xấu ác tệ đến cái độ là sinh vào súc sanh hay là địa ngục. Nhưng mà họ thì những người này đó là họ ở một cái cõi âm, thì mình gọi cái những cái người ở cõi âm này là những cái cô hồn. Thực ra cô hồn là những cái người mà chết mà không có bà con quyến thuộc rồi gì, bây giờ họ ở trong cái cõi âm mà không có bà con quyến thuộc gì đều để ý tới. Cho nên mình gọi là cô hồn. Nó có một cái trường hợp như ở người Huế đó, thì người ta không phải là cúng tháng 7, không phải là cúng cô hồn tháng 7, mà người ta cúng cô hồn vào cái tháng 10. Là bởi vì cái khoảng tháng 10 đó là ở Huế, là lúc đó Pháp tấn công Huế đó, thì họ pháo kích vào Huế đó, thì người Huế là lúc đó dân chúng họ chạy tán loạn. Thì khi mà chạy tán loạn như vậy thì đạp nhau mà chết. Một phần là bị pháo kích, nhưng mà một phần là bị đạp nhau mà chết. Cho nên đó là người ta mới cúng. Thì người ta cúng như vậy là cúng cô hồn như vậy là đúng. Nhưng mà bây giờ cái cách mà cúng cô hồn của mình á là thường là cứ xưa bài nay làm vậy thôi, chứ nó cũng không có cái ý nghĩa một cách đúng pháp. Còn theo đạo Phật á thì khi mà mình làm cái phước thiện gì á thì mình hồi hướng phước đến cho cái người đã qua vạn. Những người qua vạn đó có thể là thân nhân của mình, có thể là những cô hồn, tức là những người không có thân nhân, thì mình đều hồi hướng phước. Mình nói là hồi hướng đến tất cả chúng sanh, nói chung là như vậy. Hoặc là những cái vong lên ở trong cái khu vực nào đó, mình thường là mình hồi hướng như vậy. Thì cái làm phước để hồi hướng phước á, thì cái người mà chết đó, họ mới hướng được cái phước đó để họ thoát ra khỏi cái cõi âm đó. Thì cái mục đích đó là như vậy. Chẳng phải nếu mà mình cúng á, mình cúng theo cái nghĩa là mình cứ nghĩ rằng là họ cứ ở đó mãi, cho nên là cứ năm nào mình cũng cúng cho họ. Nhưng mà cúng thì người ta một năm mà có cúng còn lần thôi, thì làm sao người ta ăn no được. Cho nên không phải là cúng như vậy, mà mình phải làm sao mà hồi hướng phước để cho họ thoát khỏi cái cõi âm đó thì mới là tốt, chứ không phải là mình cứ giữ họ ở trong cõi âm rồi mình cứ cúng hoài. Với cái cúng của mình là nhiều khi nó cũng sai lầm, là có khi cúng theo kiểu giống như mình bố thí cho họ, cũng có khi cúng theo kiểu là mình tôn trọng họ, mình thờ cúng họ. Nhiều khi ở một số các cái nơi đó thì người ta làm cái bàn thờ để người ta thờ những cái người cô hồn đó, nhưng mà cái thờ cúng đó cũng không đúng, cúng cũng đúng mà thờ cũng đúng, mà chỉ là mình làm phước và hồi hướng đến cho những cái vong linh đó để cho họ được hướng phước để họ sớm siêu thoát. Cách đó là cách tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo là như thầy đã dạy cho chúng con là chân lý khắp mọi nơi,
Và theo như con thấy được là chân lý không thể nói bằng ngôn ngữ, và ngôn ngữ thì luôn có giới hạn. Đúng như vậy không ạ? Ví dụ con nói, khi có một cảm thọ khổ của thân và của tâm, mà cảm thọ đó thật sự nó khổ đến tận cùng, và khi con diễn tả bằng ngôn ngữ thì chỉ đến được chữ khổ quá. Đó là sự diễn tả của ngôn ngữ. Như vậy là hết. Còn sự khổ mà chỉ có con mới là nhận được, ngoài ra không có ai cảm nhận được sự khổ của con được. Vậy đó có phải là chân lý không? À, thầy nói chân lý ở khắp mọi nơi ấy, tức là thật ra tất cả một cái gì đó trong thiền người ta nói là xúc mục vô phi thì đạo, tức là cái gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe được, cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng là đạo hết. Nhưng mà là do mình thấy sai hay là nghe sai, hiểu sai, thì lúc đó là do cái nhận thức của mình sai, chứ không phải là do cái sự thật, do chứ còn mọi sự đều là đúng hết. Cái hoa này thì nó là như vậy là nó là đúng rồi, không có sai chỗ nào hết. Chỉ có mình nhìn nó sai. Ví dụ mình thích nó, mình ghét nó, mình cho nó là thế này, cho nó là thế kia, đó là theo ý mình thôi, chủ quan của mình thôi, chứ còn nó là nó thôi. Cho nên khi mà các pháp mà mình trả nó về lại cho đúng cái bản chất thực của nó đó, thì nó là cái gì cũng thật, cái gì cũng đúng, cái gì cũng đều là chân lý hết. Chỉ có cái nhận thức của mình là có đúng cái chân lý đó không? Nếu mà mình nhận thức đúng với cái sự thật đó thì gọi là chánh kiến hay là chánh tri kiến. Còn nếu như mà mình thấy sai thì đó là tà kiến. Đó, vậy thôi. Từ tà kiến tức là mình thấy sai rồi, cái mình sinh ra nhiều thứ. Thí dụ là bây giờ cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì mình tưởng tức là mình thấy sai. Mà từ cái chỗ mình thấy con rắn, cái bắt đầu mình sợ hãi, mình có phản ứng này, phản ứng kia đủ thứ. Thì cái đó là tất cả những cái đó là những cái mà do cái nhận thức của hành vi sai lầm thôi. Chứ còn cái sự thật nó không phải là như vậy. Thế còn cái ngôn ngữ thì thuộc về pháp chế định. Tức là cái đó mình đặt ra thôi. Chứ còn bản thân nó là như nó là, chứ không phải là như mình đặt tên. Mình đặt tên là mình đặt, ví dụ như cái trái đó mình nói là trái ổi, trái kia mình nói cái cam, thì cái ổi cái cam là cái đó mình đặt ra. Tức là mình tạo ra một cái khái niệm đó, rồi cái mình dựa trên khái niệm đó mình nói là ở đây là trái cam, đây trái ổi. Và cái người mình đó thì nó có một cái khuynh hướng là mã hóa. Bây giờ trong vi tính, trong cái tin học này kia, và hầu hết mọi thứ là đều là mã hóa hết. Mã hóa là người ta chỉ dựa trên cái mã đó, để khi đó nó mới là thí dụ như bây giờ mình muốn vào một cái trang web thì mình phải có một cái mật mã để mà vào cái trang web đó. Thật cái mật mã nó không ăn thua gì với cái trang web đó cả. Cái trang web đó, cái nội dung của trang web đó, nó khác. Nhưng mà cái mật mã nó không có mật mã đó thì mình vào không được. Nên cái khi mà con người đó mà đặt ra cái khái niệm, thì từ cái khái niệm đó đó, người ta lại nắm cái khái niệm thôi, cho người ta lại quên cái thực đi. Đạo thì lại là phải trở về với cái thực, phải trải nghiệm, chiêm nghiệm trên cái thực, để thấy ra cái thực, chứ không phải là chỉ trên cái khái niệm hay là trên ngôn từ. Trong khái niệm nó có hai loại khái niệm, là khái niệm về hình ảnh và khái niệm về ngôn từ. Tức là mình tạo ra một cái hình ảnh. Thí dụ như con thú đó thì nó không có ngôn từ, cho nên nó là
tạo ra hình ảnh. Ví dụ như nó gặp một cái người nào đó mà đối xử xấu với nó, là lần sau là hễ mà gặp người đó là nó sủa, con chó chẳng hạn, gặp người đó là nó sủa. Tại vì nó ghi cái hình ảnh của cái người đó, cho nó không biết cái người đó tên A, tên B như mình, mà nó chỉ là nó thấy cái hình ảnh của người đó và nó nhớ cái hình ảnh của người đó thôi. Thì cái khái niệm đó là gọi là cái khái niệm về hình ảnh. Và còn cái khái niệm về ngôn từ đó, tức là mình đặt cái tên người đó là tên này tên kia, cái hoa này là hoa gì đó là mình đặt ra. Cái đó người ta gọi là tục đế. Thì cái ngôn ngữ đó, nó có hai loại ngôn ngữ, nó có hai loại khái niệm. Một loại khái niệm là có cái thực ở đằng sau cái khái niệm, và có những loại khái niệm là không có cái thực ở đằng sau khái niệm. Không có cái thực. Ví dụ như mình nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái đó đó là cái ngôn ngữ mà để tạo một cái có thực, tức là có con mắt thực, có lỗ tai thực, có mũi thực, có lưỡi thực, thì cái đó là cái khái niệm, nhưng mà khái niệm trên cái có thực. Nhưng mà có những khái niệm á là không có cái thực, không có cái thực, cái thực đó nó không có dính dáng gì tới cái khái niệm đó cả. Cái khái niệm đó là hoàn toàn người ta đặt ra thôi. Ví dụ như là vợ, chồng, cha, con, là mấy cái đó là chỉ có khái niệm thôi chứ không có cái thật. Không có cái thật. Là bởi vì thế này, hay là cái nhà là một khái niệm thôi chứ không có cái thật. Không có cái thực, tức là bởi vì thế này, nó là mình đặt tên cho nó vậy thôi, chứ còn không có cái gì là cái nhà hết. Không có cái gì là cái nhà, đó là một cái khái niệm, thì mình gọi đó là cái nhà thôi. Chứ bây giờ là, thí dụ như bây giờ mình gọi là cái nhà, nhưng mà cái nhà mà ở Việt Nam mình á, thì lại là mái như thế này thế kia. Nếu mà mình qua bên một cái nước khác á, thì cái nhà nó khác, cái nhà nó cũng không như cái khái niệm của mình. Thành ra là cái đó chỉ là cái khái niệm thôi, cho trên thực tế là không có. Bây giờ thầy lấy ví dụ như là cha với con, thì cái người đó, cái người cha thì có, tức là cái người đó thì người thì có, cái người con thì có, nhưng mà cái từ mà cha với con là từ đó người ta chỉ đặt cô thôi, chứ cái người đó không có, cái người đó vốn không có cái chữ cha ở trong người, không có cái gì toàn cha trong người cả, tức là khi có sinh ra đứa con rồi cái mình kêu là cha thôi, cho trên thực tế là trong đó nó không có một cái chữ cha sẵn. Nếu mà trong này mà mình có cái cha sẵn á, thì mình sinh ra đã là cha rồi, phải không? Nếu mà mình thực sự là cha đó, thì mình sinh ra đã là cha rồi. Còn bên này là do có sinh ra đứa con thì mình mới thành cha, chứ không có đứa con làm sao mình thành cha được. Thì như vậy cái cha đó là một cái từ, một cái khái niệm, cho nó không phải là thật. Người ta chỉ gán vô thôi, cho nó không phải là thật. Có rất nhiều cái điều ở trong cuộc đời này đó là chỉ có ngôn ngữ chứ không có cái thật. Nhưng mà có một số đó thì những cái tên gọi là có thật, tên gọi, nhưng mà cái tên gọi đó nó có cái thật, cho nên người ta mới có cái tên gọi đó. Thì cái này là rất là vi tế, cho nên đòi hỏi mình phải là chiêm nghiệm, trải nghiệm chiêm nghiệm nhiều mình mới biết được là cái gì là thật, cái gì là không thật. Chẳng phải là ngôn ngữ nào cũng không thật. Bởi vì nếu mà ngôn ngữ mà hoàn toàn không thật á, không có cái thật á, thì Đức Phật Ngài nói là không có, nó cũng không không à. Nhưng tại sao Đức Phật Ngài nói là người ta ngộ được, người ta giác ngộ được, là tại vì
cái mà Đức Phật Ngài nói đó là có cái thực. Con xin hỏi Thầy một việc. Xin Thầy chỉ cho con. Sau khi đi Ấn Độ thăm theo dấu chân Phật, đặc biệt nơi Đức Phật nhập diệt, con nhớ bài giảng cuối của Đức Phật trong khi Ngài bình đẳng, và những câu chuyện của các vị đại đệ tử của Đức Phật lúc cuối đời. Con về thương quá, cứ buồn mà như bị trầm cảm. Con phải làm sao để qua điều này? Đã gần một năm rồi. Tức là cái câu hỏi này là có người đi qua Ấn Độ và nhớ lại những cái bài giảng cuối của Đức Phật, hay là những câu chuyện của các vị đệ tử, thì có cái xúc động, và cái xúc động đó nó cứ xúc động hoài mà cho đến bây giờ đó, nó vẫn chưa hết cái xúc động đó. Bây giờ làm sao? Cái mấy cái chỗ mà Đức Phật đó, thì người ta gọi đó là cái chỗ đồng tâm. Bốn cái cảnh đồng tâm là chỗ Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật chuyển pháp luân, rồi Đức Phật nhập niết bàn, và cái chỗ mà đản sinh, tức là sinh ra, có bốn cái chỗ đó gọi là bốn chỗ, bốn cảnh đồng tâm. Đồng tâm tức là khi mình tới đó thì mình xúc động. Đó, phần nhiều những người Phật tử và tín Phật đó là khi mà đến đó thì nhiều khi mình đọc trong kinh mình chỉ xem như là một cái tiểu thuyết hay là một cái gì đó mà mình biết là sao, nhưng bây giờ khi tới đó thì thấy là chỗ này Đức Phật sinh ra, chỗ này Đức Phật giảng đạo, chỗ nào nó có chỗ đó. Cho nên mình có cái cảm giác như là mới đây, mặc dù là gần 3.000 năm rồi, nhưng mà mình thấy mới đây. Vì bên Ấn Độ nó có cái hay ấy là những cái cảnh mà thời đó đến bây giờ đó thì gần như không thay đổi nhiều. Chỉ có mấy chục năm lại đây ấy, thì có thay đổi, là bởi vì người ta đến, người ta ở chung quanh, rồi người ta xây dựng cái này cái kia chung quanh, có thành ra nó cái cảnh bây giờ nó hơi huyên náo. Cho hồi trước mà cái khi lần đầu mà thầy đi qua bên Ấn Độ là nó còn yên tĩnh lắm. Đi tới mấy cái cảnh đồng tâm đó là nó còn rất là yên tĩnh. Thì cái người Ấn Độ hồi xưa đó họ còn giữ lại cái cảnh cũ của tới cái thời Đức Phật, những cái cung sông, những cái tên, cái địa danh nó vẫn còn. Những địa danh mà trong kinh Đức Phật nói thì bây giờ vẫn còn. Thậm chí là những cái tập tục mà trong kinh có tả lại đó thì bây giờ vẫn còn. Do đó mà khi mà người ta đến đó thì người ta rất là xúc động. Thì cái xúc động đó đó, thì cái xúc động đó là tốt chứ không phải là xấu. Cái cảm kích đó là tốt chứ không phải là xấu. Cho nên cũng cần phải vượt qua nó. Thế là những cái cảm xúc đó là những cảm xúc tốt. Chính bản thân thầy đó là khi đi đến chỗ cái chùa Kỳ Viên đó, thì chùa Kỳ Viên thì những cái chỗ mà vết tích mà cũ đó thì nhiều khi thầy nghĩ là cũng không phải là hẳn là những cái vết tích cũ. Có một vài nơi là cái vết tích cũ thật, nhưng mà cũng có một số nơi đó là người ta tái tạo lại thôi. Người ta tái tạo lại, cũng dùng gạch trùng đồ này kia, người ta xây lại những cái chỗ rồi người ta nói đó là chỗ Phật này kia. Thì có thể là cái địa điểm là đúng, nhưng mà cái địa điểm đó nó bây giờ nó không còn gì cả. Người ta lấy gạch đấy đồ người ta xây lại để mà mình tới đó để mình biết rằng cái chỗ này là Phật thuyết pháp, chỗ này là Phật cái gì gì đó.
thì đó là mình thấy vậy thôi. Nhưng mà cái cây bồ đề đó, khi mà tới nơi chỗ cây bồ đề đó thì thầy mới là thật sự là cảm xúc. Bởi vì cái cây bồ đề đó là mà cái cây bồ đề, cái cây bồ đề mà chính đó, cái cây bồ đề mà chính ở cái chỗ mà Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề đó mà giác ngộ đó, thì ở đó là thầy không có cảm xúc bằng cái cây bồ đề mà ở cái chùa Kỳ Viên. Cái đó mới lạ đó. Mà té ra là thế này, là cái cây bồ đề mà nó chỗ mà Đức Phật đó, đó là cây bồ đề nó bị phá đi rồi. Cái bồ đề mà chính đó là bị phá đi rồi. Thế nên mới là lấy lại cái cây bồ đề từ bên Tích Lan. Hồi đó là cái cây bồ đề Tích Lan là lấy từ cái cây bồ đề chính đó đem qua Tích Lan. Rồi bây giờ mình lấy từ cây từ Tích Lan đem về lại. Cho nên cây bồ đề đó nó không phải là cái cây bồ đề mà chính. Nhưng mà cái cây bồ đề mà nó chùa Kỳ Viên thì lại là hồi đó thì vị Đức Phật ngài đi cái chỗ này chỗ kia, đi hoằng pháp á, thì nhiều khi có nhiều người tới đây không có gặp thì họ rất là buồn. Thì Đức Phật ngài mới nói là bây giờ đó, để cho khi mà Như Lai mà đi vắng mà họ đến đây mà họ khỏi buồn á, thì bây giờ nói ngài A Nan mới là lấy cái cây bồ đề gốc từ Ấn Độ, từ chỗ mà Đức Phật ngài thành đạo, mới là đem về đó trồng. Tức là cây đó lại là cái cây mà chính gốc của cái cây bồ đề chính. Nên khi mà thầy tới đó mà quỳ tụng kinh ở đó, đó là nước mắt cứ chạy ra. Mà mình có cái cảm giác giống như là mình bây giờ trước cái cây bồ đề mà giống như là mình đang ngồi trước Đức Phật. Thành ra lúc đó là cảm xúc rất là mạnh. Nên là cái cảm xúc đó thì gọi là, cho nên đây gọi là bốn cái cảnh đồng tâm. Có thể là có người cảm xúc ở nơi cái chỗ đạn sinh, có người là cảm xúc nơi cái chỗ chuyện pháp luân, tùy theo mỗi người. Mà riêng thầy là thầy lại cảm xúc nhiều hơn mấy chỗ kia, là cái cây bồ đề ở nơi chùa Kỳ Viên. Có một câu hỏi là con ở cái phòng trọ và con muốn thể đến tượng Phật về để thờ, thì bây giờ con nên thờ như thế nào cho đúng, và vấn đề tuổi tác có ảnh hưởng đến khi con muốn thể tượng Phật về thờ hay không? Có một số cái quan niệm là nói rằng là cái người này tuổi này ấy, thì nên thờ Phật này, người kia tuổi kia thì nên thờ Phật kia. Nhưng mà theo thầy đó là cái thờ Phật á là không phải là thờ cái vị Phật đó, không phải là mình thờ một cái vị Phật nào, mà mình thờ cái đức tính của Phật, của chư Phật. Thành ra Đức Phật là cái tượng trưng thôi. Chứ còn thật ra cái tượng thì nó cũng bằng xi măng, bằng đá gì đó, chứ đâu phải là Phật. Nhưng mà mình là tượng trưng, cái tượng trưng. Nhưng mà ngay cả Phật á, thì Đức Phật ngài cũng nói là những cái người mà tin tượng Phật mà chỉ có tin tượng thôi, thì Đức Phật ngài nói là như vậy cũng suốt đời cũng bao giờ thấy được Như Lai. Người nào mà muốn thấy được Như Lai đó thì phải là thực hành theo chánh pháp thì người đó mới thấy được Như Lai. Thế còn bây giờ cứ lúc nào cũng ở bên Như Lai cũng không thấy được Như Lai. Dù cho một người lúc nào cũng ở bên Như Lai thì cũng không thấy được Như Lai, bởi vì cái thấy là thấy pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói là ai thấy pháp tức là thấy Như Lai, mà ai thấy Như Lai tức là thấy pháp. Vậy thì cái việc mà mình tu tập là chính. Còn việc thờ đó là mình tượng trưng thôi. Thì khi mình thờ Phật, nhưng mà mình phải nhớ đến cái đức tính của chư Phật hơn là mình thờ cái cá nhân một cái vị Phật nào. Mà thờ Phật là thờ đến cái đức tính của Phật. Cái đức tính mà
mà chính của Phật á, chính là cái đức tính sáng suốt. Thành ra mình luôn là hướng đến cái sự sáng suốt, mình luôn hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, thì lúc đó mình mới thực sự là đến gần với Phật. Vì Phật là sáng suốt cho nên mình phải hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt thì lúc đó mới gần với Phật. Chứ còn nếu mà mình cứ thờ Phật mà mình không có sáng suốt, không có sáng suốt định trong lành thì mình cũng không có, không phải là mình thờ Phật. Cho nên Đức Phật đã nói là có một lần á, là cái khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì lúc đó hoa trên trời rải xuống rất là nhiều. Hoa rất là đẹp, người ta nói đó là hoa của chư thiên rải xuống. Thì ngài A Nan mới là ca tụng cái sự cúng dường cao thượng đó, nói rằng là chư thiên là cúng dường hoa rất là cao thượng. Thì Đức Phật ngài nói là chớ có nói vậy. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ nào mà hành theo pháp, hành sống đúng pháp thì cái người đó mới thật sự là cung kính cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Cho nên đó là Đức Phật luôn là chỉ nói cho mình nó làm sao để mà sống cho nó đúng đúng pháp, sống cho nó đúng tốt, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt, chứ không phải là mình cứ thờ Phật, cứ làm bằng thờ mà thờ. Thì có những cái chỗ, ví dụ như người ta nói là ở trong những cái nhà mà cao tầng, nhiều khi cái nhà của mình dưới này thì trên kia là cái nhà của người ta. Mà bây giờ mình thấy là mình thờ Phật dưới này, trên kia người ta đi lui đi tới đến đó thì mình cũng yên tâm. Thì theo thầy ấy là nếu thờ thì thực ra là mình chỉ thờ tượng trưng, là còn cái chuyện mà tu hành của mình mới là chính. Còn nếu không thờ thì cũng không sao. Bây giờ mình thấy là thờ dưới này mà trên kia người ta ở trên ấy thì cũng không tốt. Thì mình không thờ cũng được, bởi vì thờ Phật trong tâm là tốt nhất. Và mình nếu có điều kiện thì mình thờ, không có điều kiện thôi, chứ không nhất định là cái chuyện thờ không phải là chuyện quan trọng. Nhưng mà khi mình trong nhà mà mình có một cái chỗ thờ trang nghiêm thì nó cũng là tốt cho bản thân mình cũng như là tốt cho con cháu. Vì con cháu nó cũng còn có một cái chỗ trong cuộc đời, nó còn có một cái chỗ thiêng liêng cao cả, một cái chỗ mà để mà nó hướng đến cái điều thiện, điều tốt gì đó để mà nó hướng đến thì cũng là tốt. Nhưng mà là nếu mà mình biết sống đúng tốt để cho con cháu nó noi gương theo, để nó cũng là sống đúng tốt, thì như vậy là còn tốt hơn là đã thờ. Còn thờ đó thì chủ yếu là cái tâm của mình tôn kính. Khi mình thờ thì mình tôn kính và mình nhớ cái đến cái ân đức của Phật để mà mình lo tu hành, để mình nhắc nhở mình tu hành. Hay là có khi mình có làm cái điều gì sai đó thì đến trước Đức Phật mình sám hối đó chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái cách để mà mình giúp cho mình tu hành tốt thôi. Còn cái việc mà thờ đó, thì hồi xưa giờ thì người ta hay đốt hương, đốt đèn thật là nhiều. Nhưng mà theo thầy thấy là bây giờ người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái khói hương nó rất là độc, rất là độc hại. Cho nên ở đây đó thì thầy chỉ để mấy cái lư đồ ở phía ngoài, để cho nếu mà có ai mà có muốn thắp hương thì họ thắp ở bên ngoài trời, chứ còn không thắp ở trong chùa, không thắp ở bên trong chánh điện, là để tượng trưng vậy thôi, chứ còn không có thắp. Bởi vì nếu mà thắp lên đến cái khói đó, mình vô mấy cái chùa mà ở, nhất là cái chùa của người Hoa, với là ngoài miền Bắc có vô mấy cái chùa là ngộp thở mình không chịu nổi, là tại vì nó cái mùi hương nó quá là làm cho mình nghẹt luôn, nghẹt mũi luôn, thở không được. Mà cái đó là bây giờ khoa học người ta nghiên cứu, người ta nói là nó
cái khói đó nó rất là nguy hiểm. Mà cái hương á, hương mà hương trầm á, để ý là nếu mà mình xông trầm lên mà trầm thật á, thì cái mùi của nó rất là dễ chịu. Nhưng mà bây giờ là phần lớn những cái nhang là họ dùng hóa chất, với lại là họ dùng những cái thứ bột gỗ gì đó, xong rồi họ chỉ cần tóc cái hương của thôi. Nên thờ đó thì mình chỉ cần để tượng Phật trang nghiêm, có thắp đèn đàng hoàng đó, hay là có hoa có đồ gì đó để trang nghiêm. Cái trang nghiêm là chính, chứ cũng không nên là thắp hương thắp đèn nhiều. Bởi vì bây giờ hồi xưa nó không có đèn cho nên người ta phải thắp đèn sáng hay là thắp đèn dầu. Còn bây giờ mình đã có đèn điện rồi thì mình làm một cái đèn điện nhỏ để cho nó sáng trong cái bàn thờ là được rồi, chứ đâu cần phải thắp hương thắp đèn. Nên cái nói tóm lại là cái cách thờ đó, thờ thế nào mà cho trang nghiêm, và lấy cái việc thờ đó để mà mình nhắc nhở mình trong việc tu hành hàng ngày luôn là phải sáng suốt, trong lành, trong mọi cái hành động nói năng suy nghĩ. Thì như vậy đó mới là thật sự là mình mới là tôn kính và thờ cúng Đức Phật một cách cao thượng, một cách đúng đắn. Còn đó là Phật tử đó, người Phật tử chân chính là tuyệt đối không nên mê tín, không nên mê tín, mà là phải tu tập rõ ràng, thân khẩu ý đúng với là bát chánh đạo, đúng với giới định tuệ đàng hoàng, thì khi đó mới là có thể giác ngộ giải thoát được. Chứ không phải là chỉ cho cái nhiều khi mình đó là hơi mê tín. Còn ai hỏi gì nữa không? Bây giờ đoàn Phật tử ở Cần Thơ mà đi về là cũng tối khuya mới về tới đó. Đây về đó thì mấy tiếng đồng hồ? 5 tiếng không? 5 tiếng. Về thì cũng phải 9-10 giờ gì mới tới. Nếu không ai hỏi gì thì mình nghĩ ở đây. Y đằng nô nhân tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Nô nhân tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhân tì nàng nhà tha yo y đăng và tam mê phu nhân sa vắc ca ya và hằng hô tu sa thủ lành thai.